Thưa quý vị, sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Một số người gốc Việt ẩu đả với nhau để tranh giành lãnh địa tại chợ Đồng Xuân ở Berlin, nước Đức. Giới hữu trách tại Berlin ghi nhận có 3 người đàn ông gốc Việt bị thương nặng trong một cuộc hỗn chiến xảy ra tại chợ Đồng Xuân. Theo tường thuật của nhật báo Welt.de của nước Đức, thì 3 người đàn ông gốc Việt 35, 36 và 37 tuổi đã sử dụng dao rửa và những thanh gỗ để tấn công lẫn nhau trong khu chợ này. Cả 3 người đều bị thương chí mạng nhưng đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện nên mạng sống của họ vẫn còn. Cảnh sát tại Berlin xác định một người đàn ông gốc Việt 36 tuổi là nghi can chính và đang truy lùng những đồng phạm của ông ta. Stefan Well là đại diện cảnh sát của Berlin bình luận như sau. Chợ Đồng Xuân được ghi nhận là hang ổ của các băng nhóm buôn lậu và buôn người xuyên quốc gia. Nơi đây cũng được coi là điểm nóng ma túy trung tâm của cộng đồng gốc Việt. Theo nhà chức trách của nước Đức thì Berlin hiện nay được coi là trung tâm của những kẻ buôn người Việt Nam ở khu vực Tây Âu và chợ Đồng Xuân là điểm trung chuyển chính của đường dây này. Cuộc điều tra của cảnh sát Đức cho hay những nạn nhân buôn người phải trả giá tới hàng ngàn Mỹ Kim để được đưa từ Việt Nam sang nước Đức. Sau khi sang tới nước Đức thì những người này phải làm việc bất hợp pháp trong các tiệm nail và các tiệm massage, các tiệm ăn, các cơ sở chế biến thịt hoặc là giết mổ động vật cùng với các xưởng dệt may. Ngoài ra thì một số nạn nhân Việt Nam còn bị cưỡng bức là hành nghề mại dâm. Cảnh sát của Đức từng mở các đợt đột kích ở các địa điểm mại dâm có người Việt. Chợ Đồng Xuân do người gốc Việt điều hành là nơi tập trung nhiều công ty bán buôn, các cửa hàng và các nhà sản xuất thực phẩm. Ngôi chợ này gồm nhiều dịch vụ dành cho những người gốc Việt và gốc Á Châu tại nước Đức. Giới siêu dầu ở Việt Nam đã tăng nhanh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Giới siêu dầu Việt Nam hiện nay đang gia tăng thứ hạng ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Theo số liệu dự báo, đến năm 2028, Việt Nam sẽ có 1.000 người siêu dầu. Hãng chuyên tư vấn bất động sản mang tên là Knight Frank, trụ sở tại Anh, đã đưa ra số liệu vừa nêu ở trong Wealth Report, tức là báo cáo về giàu có của năm 2024. Theo đó, vào năm ngoái thì số siêu dầu ở Việt Nam đã tăng 2.4%, lên đến là 752 người. Thái Lan tăng 0.8%, Singapore là 4%, Indonesia là 4.2% và Mã Lai thì là 4.3%. Theo dự báo, khu vực Á Châu Thái Bình Dương có mức tăng về số người siêu giàu là cao nhất thế giới, đó là 38.8%. Hãng Knight Frank của Anh định nghĩa người siêu giàu có tài sản tịnh là trên 30 triệu Mỹ Kim. Knight Frank xác định lượng người siêu giàu ở tại các quốc gia dựa trên mô hình định giá tài sản và do công ty xây dựng cũng như phát triển. Phương pháp này kết hợp kho tài nguyên dữ liệu do công ty thu thập và công nghệ học máy được cấu trúc để tính đến những yếu tố chi phối như là hoàn cảnh địa chính trị có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ kinh tế cơ bản. Vâng, tiếp theo phần tin Việt Nam, có tới 7 trận động đất xảy ra tại các xã Sơn Dung và Sơn Long của Quảng Ngãi, nơi tiếp giáp với huyện Con Plong của tỉnh Kon Tum. Viện Vật lý Địa cầu vào ngày 17 tháng 3 đã đưa tin có 7 trận động đất xảy ra tại huyện Con Plong của tỉnh Kon Tum. Theo đó, trận động đất lớn nhất được Viện Vật lý Địa cầu ghi nhận với cường độ là 3.9 độ Richter, vị trí của tâm chấn sâu khoảng 8 cây số. Tại thời điểm của trận động đất lớn nhất được ghi nhận thì nhiều hình ảnh được đăng tải trên các trang mạng xã hội cho thấy nhiều ngôi nhà bị nứt tường và nền, ngói thì bị rơi vỡ. Sự việc xảy ra trong ban đêm khiến cho nhiều người lo lắng. Huyện Con Plong của tỉnh Kon Tum và các huyện Sơn Tây và Trà Bồng của tỉnh Quảng Ngãi nằm trong dãy đứt gãy Đông Trường Sơn. Kết hợp với tình trạng các công trình thủy điện dự trữ nước với số lượng lớn dẫn tới các trận động đất vừa kể. Theo Viện Vật lý Địa cầu thì từ giữa năm 2021, hàng trăm trận động đất đã xảy ra tại huyện Con Plong và các huyện lân cận của tỉnh Kon Tum cũng như của tỉnh Quảng Ngãi. Hoa Kỳ tài trợ gần 3 triệu Mỹ Kim để bảo vệ sinh thái ven biển của đồng bằng sông Cửu Long. Chính phủ Hoa Kỳ và các đối tác Việt Nam vừa khởi động dự án mới trị giá là gần 3 triệu Mỹ Kim để nhằm bảo vệ sinh thái ven biển và tăng cường khả năng chống chịu đối với biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dự án do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ sẽ hoạt động để nhằm giảm thiểu đi những mối đe dọa đối với đa dạng sinh học và nghề cá ở ven biển, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của vùng ven biển ở khu vực này. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tức là USAID cho biết, đồng bằng sông Cửu Long và những hệ sinh thái ven bờ là nơi tập trung của 70% rừng ngập mặn,
90% diện tích hàm cỏ biển ở tại Việt Nam, nơi có môi trường thuận lợi để phát triển nguồn lợi thủy sản phong phú. Tuy nhiên, những khu vực sinh cảnh này và nhiều loài thủy sản có giá trị thương mại quan trọng như là cá vược và cá hồng phải đối mặt với nhiều mối đe dọa gây tác động lâu dài đến sinh kế và cuộc sống nơi đây. Các đánh giá của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cho thấy khu vực đồng bằng sông Cửu Long dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Người dân nơi đây phải đương đầu với những tác động như là xâm nhập mặn và xói mòn đất. Mực nước biển dâng cao 1 mét theo kịch bản vào năm 2100, có thể nhấn chìm 40% diện tích của đồng bằng sông Cửu Long. Tương lai của khu vực này ngày càng trở nên bất ổn hơn khi mà những người trẻ rời đi để tìm việc làm những nơi khác. Một phụ nữ tại Sài Gòn giả làm đại gia và lừa đảo mua nhà đất với số tiền tương ứng là 3 triệu 200 ngàn Mỹ Kim. Một phụ nữ có tên là Võ Ngọc Hạ Quyên, 49 tuổi, cư ngụ tại Tân Bình, thành phố Sài Gòn, vừa bị bắt giữ và bị khởi tố với cáo buộc giả làm đại gia, sống sang trọng để lừa đảo nhiều người góp vốn với bà để mua nhà, mua đất, rồi chiếm đoạt số tiền lên tới 3 triệu 200 ngàn Mỹ Kim. Tờ báo Vietnamnet trong nước trích dẫn là kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, bị can Hạ Quyên chuyên kinh doanh về mua bán bất động sản tại Sài Gòn, cho nên bà ta quen biết với nhiều người giàu có. Người này đã thể hiện mình là một đại gia, thường xuyên phô trương cuộc sống sang trọng như là đi xe hơi mắc tiền, rồi tự khoe là mình chuyên mua bán nhà đất có giá trị cao. Để tạo uy tín với các bị hại thì người phụ nữ này đã vay mượn tiền của một số người rồi trả tiền gốc lẫn tiền lời đúng hạn. Sau đó, bà ta mời gọi những người này hãy mua nhà, mua đất với trị giá cao tại trung tâm thành phố Sài Gòn hoặc là cùng góp vốn với bà ta để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Khi kêu gọi góp vốn mua nhà thì bà Hạ Quyên đã tìm hiểu giá thực tế của tài sản rồi báo giá rẻ hơn để cho các nạn nhân ham rẻ đồng ý chuyển tiền để góp vốn. Sau khi các nạn nhân chuyển tiền thì bà ta chỉ dùng một phần tiền để đặt cọc mua nhà, sau đó chiếm đoạt khoản tiền còn lại để chi xài cho cá nhân. Công an của Sài Gòn đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của một số người có liên quan tới bị can này.